Xin chào tất cả các bạn nhỏ lớp 5 tuổi A7. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ học hoạt động khám phá. Hôm nay cô con mình sẽ cùng khám phá về một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày 20 tháng 11, ngày tri ân các thầy các cô đấy các con ạ. À. Trước khi vào giờ học, cô mời các con lắng nghe bài hát Thương lắm thầy cô ơi. Hôm nay

các con vừa hát bài hát nói về ai à đúng rồi bài hát nói về cô giáo đấy nghề làm cô giáo được gọi là nghề giáo viên các con ạ à. các con có biết công việc hàng ngày của cô là gì không hàng ngày cô dạy các con học bài cô dạy các con làm quen với chữ số làm quen với chữ cái trong tiết tạo hình các con được học vẽ học nặn cắt dám trong hoạt động âm nhạc cô dạy chúng mình hát múa còn với hoạt động làm quen văn học cô dạy chúng mình đọc thơ kể chuyện và còn nhiều hoạt động trong ngày nữa đúng không nào hàng ngày cô quan tâm chăm sóc dạy dỗ các con lo cho các con từ bữa cơm giấc ngủ các cô coi các con giống như con của mình. Còn các con thì xem cô như người mẹ hiền thứ hai của mình có đúng không? Các bé ơi, sắp đến ngày hội vui của các cô rồi. Các con có biết đó là ngày gì không? Đấy là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đấy. Ngày 20 tháng 11 chính là ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm để tri ân đến các thầy các cô và những người làm trong ngành giáo dục các con ạ. À. Trong ngày 20 tháng 11 có rất nhiều các hoạt động diễn ra trong trường đấy. Các con thấy trong ngày 20 tháng 11 các cô giáo mặc có đẹp không? À đúng rồi, trong ngày này các cô sẽ mặc áo dài để đi dự lễ 20 tháng 11. Còn có ai đến dự lễ nữa nhỉ? À, có rất nhiều các vị đại biểu đến dự cùng với các cô và các con đấy. Để thể hiện tình cảm của mình trong ngày 20 tháng 11, ngày hiến trương các nhà giáo Việt Nam, các bạn nhỏ đã có rất nhiều các tiết mục văn nghệ đặc sắc dành tặng cho các cô đấy. Các tiết mục văn nghệ đã thay lời chúc, lời tri ân để tỏ lòng kính dâng lên các cô. Các con ạ, à, Ngày 20 tháng 11 là ngày hội dành riêng cho các thầy cô giáo và tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày này nhằm để tỏ lòng biết ơn của các bạn nhỏ dành riêng cho các thầy các cô. Vừa rồi, cô thấy các con khám phá về ngày 20 tháng 11 rất là giỏi rồi. Bây giờ, cô mời các con cùng đến với một trò chơi rất thú vị, trò chơi được mang tên Thử tài bé yêu. Câu hỏi thứ nhất Ngày 20 tháng 11 là ngày gì? Đáp án thứ nhất A. Ngày Phụ nữ Việt Nam B. Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam C. Ngày nhà giáo Việt Nam D. Ngày thầy thuốc Việt Nam Thời gian suy nghĩ bắt đầu Đúng rồi, câu trả lời là đáp án C ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Xin chúc mừng các con. Câu hỏi thứ hai. Hoạt động nào diễn ra trong ngày 20 tháng 11? Hoạt động thứ nhất, tọa đàm về ngày 20 tháng 11. Hoạt động thứ hai, diễu binh. Hoạt động thứ ba, gặt lúa. Các con cho đáp án nào? Đúng rồi, câu trả lời là tọa đàm về ngày 20 tháng 11. Xin chúc mừng các con! Cô con mình vừa tìm hiểu và khám phá về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các con đã gửi đến các cô những lời chúc tốt đẹp, những tiết mục văn nghệ rất là hay. Nhưng cô nghĩ món quà ý nghĩa nhất mà các con gửi đến các cô đó chính là các con luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời ông bà, bố mẹ, cô giáo giờ học của cô con mình đến đây là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những giờ học tiếp theo